Rồi chào anh em nha, nhiều anh em hỏi là cái gạch tre này sao mà giá nó rẻ như vậy mà liệu nó có ngon không? Thì đây, mình sẽ quay cho anh em coi. Một hộp xích như thế này của Rim Thái nha anh em. Giá của nó chỉ có là 600 ngàn thôi. Thì thực sự cái mức giá này thì mình cũng thấy nó rẻ. Nhưng mà rẻ không phải là chất lượng nó kém, mà là rẻ bởi vì nhập được rẻ thì sẽ bán ra rẻ. Và theo mình á, thì được ra mức giá 600 á, thì nó vẫn là hợp lý nha anh em. Không quá rẻ đâu, cũng được. Nhưng mà vấn đề cái bộ hộp xích này á, thì so với những cái bộ hộp xích mà đang bán 6 đến 600 đến 1 triệu thì bộ này mình thấy đẹp nhất. Tại vì sao? Tại vì bộ này anh em nhìn nó, thứ nhất từ cái nước sơn của nó. Đây, anh em nhìn cái màu da của nó cho tới cái đường nét của nó này. Anh em nhìn nó lượn này. Này, và cho bấm điện này. Đấy, bấm điện này. Bấm điện uốn góc này, giống y như là theo xe luôn. Phía dưới này. Cực đẹp luôn nha anh em nhá. Đây, ở chỗ này nó sẽ có hai cái lỗ để cho anh em chúng ta gài vô này. Là phía ở trong này. Đây, mở phía trong này cho anh em coi. Ở trong này anh em thấy